Dạ vâng, rồi cháu mời bác có lời chào khán thính giả để bắt đầu buổi nói chuyện hôm nay ạ. Vâng, trước mình hôm nay là ngày 21 ạ. Dạ, hôm nay là thứ hôm nay thứ hai. Vâng, hôm nay là ngày nhà giáo ở Việt Nam. Dạ. Vâng, ngày nhà giáo ở Việt Nam. Mình nhớ tới cái lúc mà những người Bắc mà đi vào trong Nam, nó di cư vào trong Nam nó thì là đều là đi dạy học cả. Vâng, đều là đi dạy học cả, bởi vì thì là cũng không có tài sản gì cả, chỉ có một chút chữ nghĩa. Và đi vào trong Nam thì cũng gặp nhiều cái trở ngại lắm, chứ anh. Cái giọng trong Nam ngoài Bắc nó kỳ thị lắm. Tôi là một trong cái trường hợp mà cũng kinh nghiệm nhiều. Tôi thì đấy, cái lúc bây giờ là năm 1956, năm 1954 thì là cách mạng ông Ngô Đình Diệm đổ. Quên, 54 thì là di cư, rồi thì là tới năm 57 thì là tôi xuống Rạch Giá, tôi dạy học. Vì cái lúc bây giờ là gia đình cũng buồn, ông già tôi cũng mới mất với lại cả. Thì mình buồn thì cái nhà giáo dục, nhà trung học, tiểu học nó nói là nó cần một số giáo sư mấy cái địa điểm sau đây. Thế thì là một cái là nó là Gò Công này, một cái nó là Bạc Liêu hay là cái gì đó. Cần Thơ, Cần Thiết, một cái nữa là Rạch Giá. Lúc bây giờ tôi đương buồn thì tôi bảo là tôi đi cái tỉnh xa nhất là để Rạch Giá. Thành ra cái mối tình của tôi đối với Rạch Giá nó cũng đậm đà lắm. Và mình cái lúc bây giờ tôi còn nhớ rằng tôi xuống dưới Rạch Giá thì cái bọn học trò nó không quen tiếng Bắc Kỳ, nó thấy tiếng Bắc Kỳ buồn cười quá, không ạ? Nó nghe khi mà tôi giảng về cái tú xương hay là đêm nghe tiếng ếch bên tai giật mình, còn tưởng tiếng ai gọi đò. Thì nó cười. Thế rồi khi mà tôi tới cái trường Rạch Giá đó, là cái trường Nguyễn Trung Trực, cuối đất nước Việt Nam, tỉnh Kiên Giang đó, thì lúc bấy giờ thì cái ông hiệu trưởng của trường Nguyễn Trung Trực đó là ông Nguyễn Văn Phú, thì ông ấy cũng già lắm rồi, ông ấy cũng là nhà giáo. Nhưng mà ông ấy đi xuống tới tận Rạch Giá mà làm hiệu trưởng đó, thì cũng là một cái loại mà giáo sư trung tiểu học, và giáo sư cũng là bị bạc đãi lắm rồi. Bị đi á, hoặc là như bác nói bị đi đầy á. Và tới lúc bây giờ thì ông ấy cũng gánh ngãng rồi. Thì có cái người mà nó gần như là phụ tá cho ông ấy, nó là cái ông mà coi về cái trường đó, nó coi như là phụ tá hiệu trưởng đó. Thì ông ấy có tên là ông Đốc, thì ông Đốc thì người nghiêng đẹp đẽ lắm, cao giáo. Và thì ông ấy thấy tôi đưa cái sự vụ lệnh, thì ông ấy thấy là một cái anh Bắc Kỳ, là ông ấy thấy chán quá rồi nhỉ. Thì nó mới tìm cách nó từ chối. Nó bảo là ở đây nó tưởng là tôi chỉ mấy cái ông giáo sư Bắc Kỳ đó thì chỉ giỏi về toán lý hóa hay là Việt văn Việt viết. Thì nó nói là chỉ là những các cái này nó hết cả rồi, không ạ? Hết giờ không rồi. Không có nhu cầu không có nhu cầu. Thế thì tôi nói thì là được, tôi dạy cái gì cũng được. Thế thì nó thấy tôi cũng là cái loại bướng, thì nó nói là bây giờ thì một cái giáo sư mà dạy giờ đó thì là một tuần lễ là phải dạy 16 tới 18 tiếng. Thì tôi xếp cho thầy 2 tiếng
dạy sử ở lớp này, 2 tiếng dạy sử địa ở lớp kia, một giờ công dân ở chỗ này, 1 giờ công dân ở chỗ kia, tức là nó chơi cho tôi 5 chương trình khác nhau, 5 lớp khác nhau. Và mình thì mình đi xuống dưới tỉnh, mình đâu có sửa soạn, mình đâu có phải là đại học sư phạm hay là gì mà mình sửa soạn. Thành ra tất cả cũng không có internet mà cái hồi đó để mà có những các cái sách đó tham khảo. Nhưng mà cũng may mắn là tôi cũng được cái là tôi cũng thông minh, tôi nhớ nhiều. Thành ra tôi xuống tôi dạy học đó khá thành công. Cái lúc bây giờ đó thì là học trò mới đầu thì là nó nghe thấy tiếng Bắc thì nó đã, ban nãy mà tôi nói con ếch bên này là con ớt nó cười. Thế nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng được cái có tài ăn nói thế nào đó, và tôi cũng khai thác trong cái chương trình của trung học của Việt Nam ấy, đời xưa là nó có một số những các cái gọi là dạy học về văn chương bình dân, xong rồi thì là mấy văn chương bác học, thì lúc bây giờ mới dạy về cung hoán ngâm khúc, đoạn trường Tân Thanh, chuyện Kiều đó, hay là Trinh Phụ Ngâm đó, thế nhưng mà cái phụ đó, tức là học về ca dao tục ngữ đó, thì lúc bây giờ tôi mình chưa sửa soạn gì cả, thì tôi bắt đầu tôi nói về cái ca dao tục ngữ. Tôi cũng được cái là tôi cũng có cái khá hùng hồn, khá có cái khiếu về ăn nói. Thành ra học trò nó quý quá, những cái lúc mà những lớp bên cạnh mà nó nghỉ thế này thế kia là nó sang nó đứng ở cửa lớp mà tôi nó nghe. Thành ra là có nhiều đứa học trò mà tới bây giờ nó còn qua đây nó còn cứ nói. Cái hồi đó là có những cái đứa nó gọi là nó lãnh đạo, những cái đứa mà nó học giỏi ở trong tỉnh đó, mấy cái lớp hồi đó tôi dạy trung học là đệ nhị cấp thôi, dạy cho tới lớp đệ tam thôi. Nhưng mà thật sự để mà nói cho mọi người biết được cái sự khác biệt, nhiều khi mấy em lớn lên bây giờ không để ý phải không ạ? Cái thời của bác thì cả nước chỉ có vài trường trung học đệ nhị cấp thôi, tức là có cháu không biết đếm trên đầu ngón tay hoặc là cùng lắm vài chục trường thôi, mỗi tỉnh có một trường chứ không phải là như bây giờ mà mỗi phường mỗi xã đều có trường phải không ạ? Vâng, đúng ạ. Thật ra cái đúng giống như là tôi tới dạy giáo đó thì là dạy giáo đó thì tức là cả cái tỉnh đó thì chỉ có một cái trường trung học đó thôi. Có một trường trung học mà có 2 dãy nhà, có 2 dãy nhà, mỗi bên là 7 lớp học, 14 lớp học, nhưng mà 3 lớp thì là ông hiệu trưởng rồi phòng giáo sư rồi thì là phòng trợ giáo giết gì đó thì có còn lại là 14 phòng mà chỉ còn lại là 9 hay là 10 phòng để mà dạy học thôi. Thành ra cái học trò lúc bây giờ là nó cứ kéo nó nghe tôi dạy và tôi được mệnh danh là ông thầy Siêm. Ông thầy Siêm, cái học trò nó mới nói thì là sở dĩ mà gọi ông thầy Siêm đó là cái con vịt, và con vịt Siêm đó là con vịt ngon. Cái trái dừa đó, mà trái dừa Siêm đó nó đỏ đỏ đó là trái dừa Siêm, là tức là đồ ngon, xịn đó, còn hơn. Đồ lô can là hàng dỏm gọi là đồ lô. Thế là thành ra khen ông thầy là ông thầy Siêm. Tôi cũng có nhiều tình cảm ở trong những các cái trường đó, coi như là cái bước đầu khai phá đó. Thành ra cái kỳ thị nó chỉ có là nằm ở trên những người làm chính trị thôi, chứ còn học sinh là nó hoàn toàn là nó ngây thơ, nó vô tội, và nó thấy người nào đáng kính đáng quý thì là ý bác nói đây là cái kỳ thị Bắc Nam hồi xưa nó là Nam Kỳ Bắc Kỳ di cư rồi này kia đó. Vâng, rồi thì là Bắc Kỳ ăn cá rô cây rồi thì là tất cả những các cái đó nó là cái mặt nổi.
của cái cuộc phân biệt Nam Bắc. Và thưa anh, thành ra bây giờ để mà rút lại một cái giai đoạn lịch sử đó, thì là cái giai đoạn mà Nam Bắc Việt Nam thù hằn nhau, chia cắt hai bên thù hằn nhau, là một trong những các cái mà cái sắp xếp của đế quốc. Và thì tất nhiên là cái những người cũng có chữ nghĩa, nhưng mà khuất phục đi làm Việt gian, không phải là đi làm Việt gian, nhưng mà thôi là gọi là cái nhẽ xuất xử của người xưa, tức là nếu mà thành công thì ta ra ta làm quan, mà không thành công thì ta về ta xử, tức là ta dạy học. Thành ra là cái ngẫm nghĩ của cái văn hóa Việt Nam, của cái văn hóa Trung Hoa, đấy là cái nhẽ xuất xử, xuất xử. Thành ra cái nhà giáo dầu sao chăng nữa nó cũng được trọng hơn. Rồi thì là để mà nói về cái câu chuyện là phân chia Nam Bắc đó, thì là cái lúc bấy giờ ông Ngô Đình Diệm ông ấy cũng đã muốn đầu tư vào giáo dục rồi, cho nên đó hồi xưa một cái giáo một cái trên nguyên tắc đó đứng về phương diện là cấp số là những người mà dạy trung học cái gì đó là tương đương với cử nhân, thì cái chỉ số lương là 430, thì ông Diệp ông ấy cho một cái đặc cách là 470, thêm 30 nữa coi như là cái phụ cấp về giáo dục, cái phụ cấp về gì đó. Thế thành ra là ông ấy cũng muốn xây dựng cái đó, và rồi thì là ông ấy cũng lấy một cái ông một trong những người phụ tá của ông Ngô Đình Diệm đó, thì là cái ông luật sư Nguyễn Hữu Chỉnh. Ông Diệm thì ông ấy nhắm đến là thì là trong giữa những các cái nạn kỳ thị của Nam Bắc và từ thời Tây để lại khó mà gột rửa, thì bây giờ chúng ta phải đi vào học trò, chúng ta nắm những ông thầy giáo và để mà chúng ta sửa soạn cái thế hệ tương lai, thế hệ con cháu. Nói một cách tiêu cực là brainwash, tôi cũng nhồi sọ. Vâng, trước để nhồi sọ, nhưng mà bây giờ để mà làm trắng cái bộ mặt ấy, giải độc cái giai đoạn đó thì bắt đầu đi vào giáo dục. Thì tôi thấy rằng ông Ngô Đình Diệm ông cũng có vision, và trong cái thời gian đó là tôi cũng có cái may mắn là tôi dạy học ở trong cái thời gian đó, và tôi cũng hiểu được cái tâm trạng của những người làm chính trị ở trong Nam, nó cũng có những các cái vất vả lắm. Cho nên là cái chuyện phân chia Nam Bắc nó là từ sau cái hiệp định Geneva, và người Pháp nó thất trận ở Điện Biên Phủ, thì rồi thì là nó mới cái thế giới Tây phương là nó vẫn lãnh đạo, thì nó mới là nó cứu người Pháp để mà lấy các cái tù binh Pháp bị thất trận ở Điện Biên Phủ, thì nó mới mấy cái nước Tây phương này nó mới lập nên là nó cái hội nghị nó họp ở Geneva, hội nghị Geneva thì nó bàn bạc, thì nó mới chia nước Việt Nam ra làm đôi, từ vĩ tuyến 17 mới đầu vĩ tuyến 17 trở vào trong ra vào trong Nam thì là thuộc về miền Nam Việt Nam, vĩ tuyến 17 đi ra ngoài Bắc thuộc miền Bắc. Thế nhưng mà nó có một cái mà cũng cần phải nói thế này. Nói cái này thì cái cấp lãnh đạo ở trên là họ biết, nhưng mà ở dưới đó các kể cả tướng lãnh hay là quân sự công chức thì nó không có cái gì đó. Những cái người mà biết đó, ví dụ như là tôi ông Ngô Đình Diệm chẳng hạn, thì ông ấy hiểu cái đó, cho nên tới cái lúc mà cái vai trò của người Mỹ nó bắt đầu nó đổi ngựa giữa dòng, hay là cái quyền lợi của nước Mỹ nó không còn muốn ủng hộ cái miền Nam Việt Nam nữa đó, và báo chí gọi là thay ngựa giữa dòng đó, thì ông Ngô Đình Diệm ông ấy đã cho người em và ông cố vấn Ngô Đình Du đi vào rừng dưới danh nghĩa là đi săn, cho đoàn hộ vệ hộ tống đi săn, nhưng mà
đã có cái đường dây liên lạc để ông ấy vào trong rừng, ông ấy gặp đại diện của Bắc Việt, tức là tướng Phạm Hùng, tức là đại diện cho cục M, cục R đó của miền Nam Việt Nam. Thành ra đây mới là cái mà cái điểm son đối với ông Ngô Đình Diệm. Diệm là cũng ấy đã bắt đầu là để mà hai bên nối kết bàn bạc với nhau để mà chấm dứt cái giai đoạn mà chia cắt đất nước. Thế nhưng mà thưa anh, lại cũng chính chính vì cái vi dân đó, chính vì cái thiện chí hay là cái mưu đồ đó, đó của ông Diệm đã bị người Mỹ không chấp nhận. Dạ. Là vì rằng thì là người Mỹ là nó đổ quân vào Việt Nam cái gì đó là để mà nó tiếp cận với lại Trung Cộng, nó muốn điều đình với Trung Cộng nữa. Dạ. Chứ không phải rằng thì là 1 tỷ dân, chứ không phải rằng thì là đối với miền Nam Việt Nam. Thành ra nó do đó mà ông Ngô Đình Du mà vào rừng đó thì người Mỹ nó không thích, CIA là nó không thích, nó bảo thì là tao ủng hộ miền Nam Việt Nam để mà làm cái mặt trận của thế giới tự do, để tao bao vây thằng Trung Cộng và để tao mặc cả với Trung Cộng. Chứ còn bây giờ mà hai thằng miền Nam Việt Nam chúng mày ôm lấy nhau mà chúng mày yêu nước thì chết mẹ tao rồi. Dạ, đúng. Cái sứ mạng mà tao ủng hộ mày, tao giao cho chúng mày là để mà giữ cái miền Nam để mà tao mặc cả với lại thằng Trung Quốc, thì bây giờ hai thằng ôm lấy nhau và yêu nước. Do đó cái chuyện mà ông Ngô Đình Du vào rừng gặp Phạm Hùng đó, đấy là cái lý do chính đáng nhất để mà nó dùng các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa Dương Văn Minh và Miếng Đào Trắng giết ông Ngô Đình Diệm.